Ok, luôn em. Thì hôm nay tôi cũng lò mò coi lại cái list game. Thì thấy một con game cũ, trước đây đã chơi rồi. Nhưng mà đa số là good hơi bị nhanh thôi. Hôm nay thì thấy nó cũng sale luôn. Giá đang rất là tốt. Mặc dù là nó tăng giá gần đây rồi, nhưng mà giá nó vẫn là rất xứng với những gì con game mang lại. Thì con game này thì chắc anh em cũng biết rồi. Còn anh em là chưa biết thì có thể Monster thử qua đó. Sanctuary. Monster Century. Thì đây là một con game mà đi bắt thú thôi. Nó rất là đơn giản, giới thiệu là cũng không có dài dòng luôn, ngắn gọn, chỉ khoảng một dòng một chữ, hai dòng một chữ. Nên anh em nào chơi Pokemon thì sẽ biết cái cơ chế Pokemon, thì con game này nó cũng na ná vậy. Nobody has set foot here in thousands of years. None of the monster keepers knew about its existence. They call it the Forgotten World. Thì đây là lý do tôi chơi nè, nó có một cái bản DLC mới mà lúc trước tôi chơi thì chưa có. Thì mỗi con thú trong này nó đều có một cái đặc trưng riêng, một tính năng riêng. Mình có thể sử dụng nó mà để vượt qua các địa hình, tìm được cái khu vực ẩn. Cây kỹ năng cũng rất là phong phú và đa dạng luôn. Thì đây là một sự kết hợp giữa chiến lược và đi bắt thú thôi. Một con game rất là hay. Thì gần đây nó cũng có một bản update, chỉ mới ngày hôm qua thôi. Tôi nhờ thấy cái bản update này thì tôi mới bắt đầu chơi lại nè. Thì đây là bản update 2.1, rất là nhiều cái mới được thêm vào game. Đây, cải thiện chất lượng rất là nhiều thứ luôn nè. Đây là cảm ơn thôi. Còn cái quan trọng là patch nó nè. Thì nó có thêm một cái mà một cái new game mode mới, nó tên là Gallic of Chaos nè. Relics of Chaos. Thì 39 cái mà cái trang bị mới luôn, nó tên là Gallic luôn. 5 kỹ năng mới thì thêm cái mức độ phần trăm khám phá map. Còn cái này là cái gì tôi không biết. Thì cái này chắc là nó thêm vô cái tính năng tăng điểm quái gì vậy. Thì lâu quá rồi tôi không chơi nên chưa gõ. Thì nó cũng có thêm cơ chế quản lý file save, rồi thêm mấy cái bút tôn mà mấy cái. Nói chung là mấy cái này là bản update thôi. Thì trước đó thì cũng có một bản update rất là lớn nữa, nhưng mà tôi bỏ qua ở đâu rồi. Thì nó cũng thêm một khu vực bản đồ mới luôn. Là trước cái lúc đó thì tôi đã nghỉ game, nên bây giờ tôi sẽ chơi lại, bắt đầu lại từ đầu với cái mà mod mới này. Thì con game này có vẻ là tương đối dài hơi đó, nên anh em nào mà chán xem video á thì mở vô thì cứ để đó nghe tôi lại nhảy thôi. Chứ thực ra thì theo dõi từ đầu đến cuối một series mới rất là dài hơi, như gì cũng khó. Anh em cũng nên mà tôi coi vài chục giây thôi cũng được, không cần nhiều. Sau đó nếu như thích game thì có thể tải về chơi được. Thực sự đây game rất hay, thì có thể gần đây họ đã tăng giá rồi. À chắc là không đâu. Rồi tăng rồi, giá đã tăng lên gấp rưỡi nè. Thì so với cái lúc trước tôi mua thì giá bây giờ đã tăng rất là cao. Thì game này không có DLC nào thực sự cần thiết hết trơn, họ update miễn phí vào game luôn. Thì đây có hai cái DLC, là cái DLC đầu tiên chỉ là cái bộ tranh ảnh thôi, anh em bỏ qua cũng được. Thì nó như một cuốn catalog vậy. Cái DLC thứ hai là sâu chắc, anh em là thích nghe nhạc thì có mua ủng hộ đấy. Thì chọn bộ gói cỡ mà con game và hai cái DLC đó luôn thì 105.000. Đợt giảm giá này theo cái sự kiện mà tất cả game có tem 17 luôn á, thì đi giảm tới 9% tùy loại game nữa. Thì đợt giảm giá này thì họ kéo dài tới 2 tuần. Lúc trước tôi đã có viết review con game này rồi, nhưng mà bây giờ tôi sẽ chơi lại cho nó mới hoàn toàn luôn. Thì cũng nhân tiện nói luôn, đợt này tem 17 họ sale rất là nhiều, rất là nhiều game. Con này thì tôi mua cho để chơi thì cũng chơi kéo nó một tí mà không mê cho lắm, không hụt thể loại tôi hết. Thì con này mới ra mắt giá rất là chát luôn. Thì chất lượng con game thì cũng tương đối ổn thôi. Với quan điểm cá nhân của tôi thì con game này nó hay thì có hay đó, nhưng mà so với cái giá tiền này thì không ổn tí nào. Nếu fit lại nửa giá thì tôi sẽ cân nhắc. Thì con này cũng đã có viết review rồi. Con này là được đánh giá là cái mà kho báu quý hiếm được tìm thấy nè, rất là vui, rất là thú vị. Thì cũng đưa mà kiếm được một số tiền rất lớn gì cho đẹp luôn.
gần 40.000 lượt đánh giá. Đây là con game 2D, rất nhiều người thích cái con game này. Thì cái mà Ballad Remote này tôi nhớ cái mà bối cảnh của nó khá là dị, thần linh chúa trời gì nó cũng bêm hết, còn hơn God of War nữa. Anh em nào thích thể loại 2D có thể thử con game này, nó rất là máu me nha, nó vừa có sâu lai vừa có máu me nè. Thì đây là con game rất là hay nè, để tôi bấm vô cho anh em coi. Trước chơi với bạn thời gian à, tôi nhớ họ mà lúc làm cho lên giới thiệu là nguyên cái video luôn, trông khá hài hài bữa bữa. Đây nè, beneath the great lighthouse of yore, built thousands of years before. I sent them to see how they fare. Storms stride alighting the way, with only each other to stand by their sides. They kept those at bay, at least for today. With danger approaching, they try and they try. The aquapocalypse ever raging topside, while relics of sirens they pull from the depths, unaware that their quest might lead them to their death. Our tale began with the heaviest storm. Now I'm afraid how it ends. Believe me, I've seen it before. The darkness that lurks in the eye of the storm. The darkness that lurks in the darkness that lurks in the eye. I guess we'll find out who's the greatest of fools. Đó, một con game rất là hay, thậm chí họ đầu tư như một cái MV ca nhạc để quảng cáo game luôn. Thì nó cũng mới ra mắt nhiều cuối năm ngoái á, tôi cũng chơi lúc đó, tới bây giờ không biết có update gì thêm nhiều không. Thì con này co-op nên là co-op nha, chứ chơi một mình thì hơi bị khẩm vô đó. Thì cơ bản thì như cái trailer anh em thấy nó sao cái gì đó, anh em lái thuyền đi về bên nhau cái thôi. Thì con này con game thủ thành nè, game này hồi trước thì tôi chơi cũng có một thời gian ngắn à. Ồ sao gần đây họ bị miss thiệt ta, tôi thấy game cũng ổn lắm, nhớ gần đây có cái update gì không, cũng lâu ý, không đọc. Thì nói chung là quái trong này nó rất là bựa luôn, rất là đông luôn. Đây cảm giác mà bèm nhau rất là đã, tuy nhiên có bối cảnh hơi tăm tối một chút, có ngày có đêm, nhưng mà cái tên nó xứng đáng với cái chiều đội cũng tối lắm. Chiến thực thời gian thực thì gần đây rất ít, mà mấy cái dòng game mới ra mắt gần đây hầu như họ bỏ quên cái thể loại này luôn rồi, chỉ còn một số mà cái tên tuổi cũ đi thôi, chứ không có con ngựa ô nào mới cả. Team Asia này chắc anh em cũng biết rồi, thì một con game mà dạng như Soul Like á, lúc trước hình như tôi đã review một lần rồi. Nó thì tạm bỏ mọi thứ đó, chỉ là cái bối cảnh của nó là không được đầu tư nhiều thôi, cảm giác mà bí bách chật hẹp rất là nhiều. Anh em nhìn cái bối cảnh là cảm giác rất là nhỏ hẹp luôn, không có cảnh vĩ mô hay hùng vĩ gì hết. Thêm nữa là cái cơ chế ra đòn của nó thì cũng tương đối bình thường, một vài cái mình có thể lạm dụng liên tục để đem lại cái lợi thế cho bản thân. Con này nó lúc trước là tôi viết cái review ở đâu á, không có đăng trên VOZ, nhưng mà kiếm lại thì chắc cũng kiếm được thôi. Con này thì trên Epic đã ghi một lần rồi, anh em nào thích thể loại này có thể chơi thử. Đó, xây nhà cũng hơi khó chịu một chút, mà con này co-op thì vui hơn, chứ chơi một mình thì chỉ xây xây thôi cũng buồn lắm, rất là nhiều thứ nè. Anh em nào muốn chơi thì có thể lục lại thử trong cái app Epic của mình ấy, coi nó có được miễn phí lần nào chưa. Tôi nhớ là được miễn phí trong đó một lần rồi, lúc trước tôi chơi với bạn cũng chơi qua cái Epic. Anh đây anh hiện game mới ra mắt gần đây thôi, không biết sao miss xịt. Tôi thấy nó cũng tạm tạm mà giờ miss xịt cũng tiêu. Xin đây God thì con tôi dự định chơi nè, con này thì nhập vai. Cái cốt truyện nó không hề dài dòng tí, nó dạng tin bay chứ không phải phone lít đâu. Tôi nhớ đánh nhau cũng tin bay cũng tính toán như lắm á. Con này thì tôi chưa biết. À biết rồi, có đọc qua thông tin giữa cái chơi, hình như nó dạng là góc nhìn top down trên xuống như con Dark Shader á, giống Dark Shader bản 2 á. Cũng cuối năm ngoái là cái đợt mà cuối năm ngoái tầm 17 họ ra rất là nhiều game luôn, tôi không thể nào quản hết được. Đây con góc nhìn top down trên xuống hack class chặt chém nè, giống Dark Shader mà bản 2 á, đồ họa thì cũng tươi quá ha.
Con này lúc trước tôi coi sơ qua chứ chưa chơi lần nào hết. Đồ quả cứ tươi sáng, phong cách thì phải coi animation mới biết được. Cái kiểu view vừa 2D vừa 3D, xéo dần chút. Overcooked thì con này khỏi nói nữa. Đây nguyên cái dòng game của họ nè, ba con game co-op cùng nhau nè. Con này thì con 2D hay gì á, 2D cũng phiêu lắm. Con này lão quá ta, chắc thay đổi xây dựng đơn giản. Đây con game mà chút nữa tôi sẽ chơi nè, bắt đầu lại một phiên bản mới từ đầu. Rồi giờ vô game luôn đi để đảm nhảm hoài. Để tôi bật FPS lên coi nó làm sao. Thì FPS nó cái độ giật nó cũng không nhiều. Rồi cứ chỉnh âm thanh to lên tí. Gì là ổn vậy ta? Này là cái gì tôi không biết nữa. Ủa sao cái dưới này không on off được, chỉ có hai cái trên được thôi. Thì tôi đang tắt bật luôn cái chức năng mới của game là chức năng remote lag, là giảm độ nhấp nháy á. Thì cái nhấp nháy này có thể ảnh hưởng đến rất là nhiều người nên tốt nhất là tôi tắt luôn. Thì đây là cái cơ chế điều khiển cơ bản. Nhảy nút zoom, nút M là map, F là tương tác. QE là hai con quái trái phải. Rồi ok, nói chung cũng bình thường. Rồi bắt đầu new game cộng. Thì cái new game cộng này thì mình sẽ bắt đầu lại một trò chơi mới nhưng mà giữ lại tất cả các con quái cũ. Thì lúc trước tôi chơi đó khá khá rồi, nếu như bây giờ mà đâm ngang được quái cũ á thì nó cũng khó theo dõi nữa. Tại vì bản thân tôi cũng không nhớ đã chơi gì nên chắc chơi lại new game bình thường thôi. Ở dưới này thì nó có 5 mod. Cái mod Summer cuối cùng dành cho những ai muốn phát gần. Nên thì cứ kể đi, cái mod này mod mới nè. Tôi sẽ bật nó lên. Cái set này là cái gì ta? Tôi để số đều đẹp á. 77 đây. Mấy số 7 nữa, 6 số được rồi. Thì cái này là chế độ trừng phạt nên chắc tôi bỏ qua đi. Thì cái random này thì tất cả các thứ sẽ là random ngẫu nhiên hết. Mình có thể gặp những con quái bất lợi ngay từ đầu. Nhưng mà cái này nó sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện với mở độ khám phá của mình. Thì cái này bật lên rồi không thể tắt được. Nên mà tôi muốn đi khám phá từ đầu á để coi cái quái nào xuất hiện trước nó ảnh hưởng với anh sau cốt truyện rồi. Mình có thể dựa trên đó. Thực ra cái này tôi nghĩ bật lên là nó dễ hơn chứ không phải khó hơn. Tôi đã thử qua cái này một thời gian rồi. Nên cái này bật lên là dễ hơn đó. Còn chế độ đầu thì chơi tới giới hạn một số con quái ban đầu thôi. Thì cái này chủ yếu là vô test là chính. Nên tôi chỉ bật cái này thôi, để new game lại chứ không cần new game lết nữa. Thì đây là những cái cũ nè. Nên chắc là tạo cái mới góc phải bên dưới này đi. Thì xanh đỏ xanh đi cho nó mát mẻ với thời tiết nóng quá rồi. Rồi những tình cũ thôi. Bây giờ vùng đất có rất nhiều người cư dân sinh sống. Cơ bản là giới thiệu về cái bối cảnh quái vật với con người sống với nhau. Thì mình chắc là một nhân viên đi mà gom quái vật về thôi. Giống mà mấy thanh niên mà Pokemon vậy, đi bắt vô mà ghi vô sổ tay điện tử không?
thì cư dân chủ yếu sống trong cái tòa lâu đài này. Thì rất là nhiều người thì ra ngoài để học cách mà chế ngự quái vật. Họ gọi đó là những Mountain Keeper. Thì mình cũng là một trong số Mountain Keeper thôi. Thì những con quái đầu tiên, tôi nhớ lúc trước tôi chơi hình như là tôi chọn con chó lửa này rồi. Thì bây giờ chúng ta có thể là chó băng nè, con cóc nè. Thì dắt đưa chơi thử con chim cho nó mới. Đây, chim này thì có là lửa và sét. Thôi chắc không chơi chim đâu, chơi con cóc thử được không? Cóc thì tôi chưa chơi bao giờ, nhưng mà nhấn thử con này đi, nhìn nó yếu à, nhìn nó có 4 công 4 phép à. Trong con game này anh em sẽ để ý là 5 cái chỉ số đó nè. Tấn công phép là cái kỳ kiếm á, là tấn công vật lý. Thì cái chỉ những cái khiêu mà nó theo chỉ số vật lý nên nó tách theo cái đó thôi. Cái thứ hai là cái magic thì cũng tương tự cái vật lý, thì nó là làm phép. Còn cơ bản cái phòng thủ là nó tính cho cả hai cái luôn. Miễn thủ cao là mình đỡ được cả hai. Cái heal, heal thì chắc anh em cũng biết rồi. Còn cái cuối là cái máu. Mỗi cái chiêu thức trong con game này á, mình sẽ tốn một lượng mana nhất định. Nên mà cái chỉ số mana cao á, thì mình không cần phải tăng cái chỉ số phục hồi nhiều. Tức là mình có thể cast heal rất nhiều lần. Còn như mấy con ở ít như nè, thì mình sẽ cast 1-2 heal là hết rồi. Như con này có thể cast được 2-3 heal. Ngoài ra có một số chiêu thức á, nó phụ thuộc vào cái mana. Nếu mana mình cao, chiêu thức mạnh hơn. Nên con này có lượng máu tương đối ổn, mana cao. Thì anh em để ý là cái attack bên phải nó sẽ có thuộc tính như nước và gió đó, thủy và phong đó. Thì con này là lửa và gió, con này là đất và nước, con này là lửa và đất. Thì mỗi cái nó sẽ có một cơ chế riêng. Thường nước là nó sẽ gây cho anh em là cái vết thương hoặc là cái cảm giác chiêu gì đó, chiêu như là tục giảm mana. Còn win thì thường chí mạng, nhưng mà ba cái đánh nhiều đòn, lửa thì thiêu đốt được thôi. Thì chắc tôi thử qua con cóc này. Tại con cóc này cảm giác nó yếu nhất, nên chơi bắt đầu con yếu nhất. Thì nhưng mà bắt đầu mấy cái game khác thì cũng có 4 phe phái đầu tiên. Gọi là 4 cái gia đình. Giống Harry Potter mới vô mình cũng có 4 mà 3-4 cái bên để chọn lựa rồi đó. Thì bây giờ tôi chọn con cấp mô cốc này. Cốc dòng tiếng Hán có nghĩa là cấp mô. Sao nhìn xấu với gì ta. Nữ nữa. Rồi mình bắt đầu một chuyến phiêu lưu, gọi là quá trình rèn luyện của Mountain Keeper. Thì cái gia tộc của mình là do mình con cốc này nè. Rồi là con cấp mô. Con game này nó là không có tương thích nhiều với bàn phím, mà tôi lười chia tay cầm lắm. Ê khoan khoan khoan, chữ O nó hơi bị dư rồi nè. Bữa gần đây tôi đọc bộ truyện tàu đó, có mà cái thanh niên lấy được logo hình cốc rồi là cấp mô, nên bây giờ tôi đặt lên là cấp mô luôn. Rồi rồi thì bây giờ thì con thú này sẽ đồng hành cùng mình. Mình có thể bắt thêm những con thú khác, giống như một con lai ở gần độ đây là con bóp á. Thì mình đánh bại mấy con huế thú, mình sẽ có cái trứng, đắp cái trứng nó ra thì nó sẽ thuộc về mình. Đây đem nó, tiếng nhạc hơi lớn. Thì mỗi con nó sẽ có một điểm mạnh khác nhau. Như cái con mà bóp này nè, nó là thuộc tính thủy nên nó kháng thủy rất cao. Anh em thấy lựa chọn cái khiêu thủy của mình không, thì nó sẽ có cái khiên đó. Nên tôi sẽ dùng cái khiêu mộc đánh nó, hoặc là đánh tay luôn. Thì con cóc của mình cũng hệ thủy luôn nên nó đánh mình đâu thấm đâu đó, nó hiện hình cái khiên ra. Con cóc mình mana rất là nhiều nha, nên cách khiêu thoải mái luôn á. Đó mình được cái trứng của con mà con bóp gì đó. Rồi bạn đã nhận được cái trứng bóp, bây giờ hãy ấp nó, mở cái mà túi đồ ra. Đây nó cho inventory là cái kho đồ của mình, equip mình là chủ yếu mình trang bị cho nó thôi. Bây giờ mình nắp cái trứng nè, nó nở ra mình còn đó đó.
Giờ đội quân của mình có hai con rồi, con nào cũng phế cho nó. Hai con đều màu xanh là hệ mộc với hệ thủy á, rất là vô dụng luôn. Rồi bây giờ nó rất yếu nên mình sẽ phải gàn nó và bắt đầu huấn luyện nó thôi. Nó là đồng minh của mình này, tiếp tục cái chuyến hành trình này thì chắc để tôi chỉnh mà tiếng nhạc nó nhỏ xuống. Tải vô game nghe nó hú ôm sụp đến đầu á. Bây giờ nó có cái chìa khóa gì ở góc trên bên phải bản đồ đó. Rồi bem luôn, bốn con màu xanh đấm nhau. Thì cái con này nó có cái khiêu hồi máu nên mình đánh nó không chết, nó hồi máu hoài rất là khó chịu luôn. Kìa bây giờ con cáp mô của mình nó yếu quá, đánh hoài luôn chết đi. Rồi giờ tới con kia, nó nghỉ hồi máu rồi, nó chuyển qua đâm mình rồi. Được có hai sao mà mình được một cái miếng đồng. Miếng đồng đó là nguyên liệu để sau này mình ép đồ thôi. Thì sau mỗi trận đấu á, mình sẽ được đánh giá từ 1 đến 5 sao. Kết thúc quân địch càng nhanh thì cái số sao nó càng cao. Phần thưởng nó cũng tỷ lệ theo cái đó luôn. Thì những người trẻ tuổi, nói chung là đây là hướng dẫn mình đi, lời chào là thôi. Đây con này mình có thể có cái trứng của nó nè. Cái con mà mắt ma nó là một con sâu gớm hệ lửa, nó đánh ra đâm phép hệ lửa nhưng mà nó yếu như nước, nó lại mới kháng với lửa. Còn con dưới thì đánh ra hệ mộc, vật lý mộc thì nó cũng yếu như lửa luôn. Thì con mình cả hai con đều yếu như lửa hết nên dùng hệ thủy đập vô con sâu chứ nè, nó bớt phòng thủ lên kìa. Con thì con sâu đó có nhiều người bôi cái hệ bút, còn tôi thường là tôi bôi cho nó cái mà hệ công luôn. Bây giờ đội hình mình thiếu đâm lửa mà hy vọng rớt được quả trứng rồi, gọi cho mình miếng phải tại trong quả trứng nữa đã lên cấp rồi nè. Đó thì trải qua giao tranh thì mấy con phép mình sẽ có kinh nghiệm lên cấp. Rồi bây giờ mình cho nó lên gấp. Trước đó thì cho nó ăn cái nào. Ủa cái củ phai tây đâu, đây rồi. Thì củ phai tây này ăn vô sẽ được 60 máu nên cho nó ăn luôn. Con này máu nhiều lắm. Bây giờ là phiêu. Có khi mình lên cấp có thể cho phiêu nè. Thì khi tấn công có 50% cơ hội gây độc. Khi cái mình bị tấn công có 50% gây độc cho quân địch. Tấn công thì sẽ thêm một đòn, thêm một lần đánh nữa gây bằng 50% cái lượng mana tối đa. Thì mana của mình là 101, mình đánh có thể gây được 50. Con này mana cao lắm nên chỉ điểm này cũng khá là ngon rồi. Khi một quân địch bị tấn công thì có 25% cơ hội đánh trả. Bên đây là gì? Cái này là hồi máu thôi. Thì con này tôi chưa biết nên bôi vật lý hay phép. Bây giờ mình có hệ một cái vật lý với cái hệ thủy nữa. Nhưng mà chắc lấy cái điểm này trước đi. Thì con này của mình sắp lên level 2 luôn rồi. Có cái gương. Cái gương này mở ra cái trang bị. Đây mình vô trang bị cho nó. Thì mỗi con thú lúc bắt đầu đều có cái que gỗ này hết. Bây giờ lúc cái này vô thì nó được tăng thêm một tí.
Đây là mỗi cái keeper thì mỗi cái con thú đi theo keeper sẽ có một cái năng lực đặc biệt, thì có thể sử dụng cái năng lực đó để phá tường rồi chẳng hạn nhảy cao leo núi rồi đó, chẳng ép đó. Này có một cái gương, gương cộng 160 máu được, cấp mộ mình cần máu. Sau này không biết nó có mà cái skill gì liên quan đến máu không, tại con này chưa chơi lần nào hết. Thì nó bảo mình là mấy con này sẽ mạnh hơn khi trang bị vũ khí. Thì cái này điểm hồi mana, thì mana thì chắc tôi không cần đâu, con chính nó không cần đâu. Ủa sao không đeo cho con này được ta? Đó, tôi nhớ thấy có cái đống món đồ mana gì mà. Mất tiêu luôn rồi anh em ơi. Từ nãy tôi nhặt được cái gì hồi mana. Chỗ này không biết mình nhảy lên được chưa. Có thể ban đầu này là chưa. Game này điều khiển nó hơi khó tí. Thì chắc chưa đâu, đi tí nữa quay lại sau. Mệt lắm, hy vọng lấy được con chim. Một hit chết luôn à. Con chim thì nó yếu như hệ thổ. Con này tôi nữa nó mới chết. Được 4 sao vẫn không có được cái trứng nào nữa. Thì cái con mà tròn tròn của mình nó lên cấp rồi nè. Điểm cho nó phải. Bây giờ có thể là đâm nước hoặc là đâm water luôn. Mỗi lần tấn công thì sẽ hạt thêm 35% giá trị của ma pháp. Phép mình 49. Thì cái này có thêm một chiêu phá giáp. Cái này gây độc nè, gây độc ngon nè. Dắt tôi tăng cái điểm năm đây trước. Hiện tại đam nó khá là yếu nên nhét thêm cái hiệu ứng cho nó. Tấm bia nó thôi. Đây là 10 phủ 12 mana regen. Cho con này đây. Thì trên đây vẫn còn đường nè, nhưng mà giờ mình chưa đi được đâu. Phải có cái nhảy đôi hay là cái gì đó. Lâu lâu nó sẽ có mấy cái cửa ẩn nên chú ý quan sát đấy. Được cái găng tay 12 phủ là 5 kíp. Thì một tí nữa có những con nào liên quan chỉ số ghét tôi sẽ ưu tiên cho nó cái trang bị này. Thì nó có hai hướng trái phải nên tôi sẽ đi hướng dưới. Dưới này có một cái gương được hai miếng độc, nó là nguyên vật liệu level 1 thôi. Giờ mà vẫn chưa có con thú thứ ba rồi chơi đó. Thì chỉ bạn được phát cuối là nó đi luôn rồi. Thì con này có khả năng gây độc rồi nè. Đó. Chết luôn. Làm sao nè. Tôi chưa biết được phần thưởng cái gì đó. Nó chớp nhanh quá. Không biết có được quả trứng không, có luôn rồi. Đây, con chim của chúng ta, Vago. Là tên mặc định đây. Thì tăng kêu cho nó. Thì con này là đam tự nhiên đam gió, vẫn là đam gió luôn, tăng tỷ lệ ghép bên phải nên con này có thể vẽ là thường công á. Chắc có đi cái đường bên phải cho nó đi, nó cũng có thêm cái hệ boost để giữa được đó nè. Mà hiện tại mình đang thiếu đam, con này thiên về sáng đường trực lý không.
Đó, con chim mình có thể nhảy cao hơn chút nữa. Nên chắc tôi quay lại chỗ nãy rồi lấy cái gương. Em còn nhớ cái gương cao cao lúc mà gặp hai thanh niên kia không? Game này nó di chuyển hơi phức tạp tí, do tôi gạ chứ không phải do game đâu. Đây em thấy cái gương đó chưa, thì bây giờ chúng ta đã nhảy lên được. Cái này tăng thủ với máu, chắc cho con này luôn. Giờ con cóc của mình là chỉ có thần tăng thôi chứ không có tác dụng gì mấy, hoặc là nó boost với nó debuff, debuff là dân fit code. Bây giờ bộ thú của mình mới có ba con à, những con này thì tôi chơi không có nhiều. Đó 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 đó, đó có cái gương nhảy khéo khéo qua lấy được đó. Cái gương này màu tím luôn hả? 10 thủ với 25 mana, chỉ nhận được cái kho báu rồi nè. Thì cái này là tăng vào 35 sát thương phép, nhưng mà mana thì là trừ 8. Tăng lượng đam máu siêu 15, mỗi lần tấn công thì sẽ thêm 2 đòn 25 hết. Khủng khiếp vậy. Bây giờ tôi nên cho con nào ta? Tôi nghĩ là con này á, tôi sẽ bôi cái đường phép cho nó luôn. Thì giảm tí thủ đây, bôi cái đường phép cho nó luôn. Một trăm mười máu là không có ít đâu, 5%. Con này cho nó là cái kunai đi, để nó có tí mana gì kia, tăng thêm tí nữa. Rồi ok, thì cái gương tím là lần đầu tôi thấy thôi, chứ hồi xưa chơi là nó không có màu tím nữa đâu. Phải cái ăn kiếm sâu nữa nè, bà đấu bà đó, cân kèo rồi đó. Thì sẽ kê độc con cuối trước. Bây giờ mình có là cái đàm này đi cho tiết kiệm mana. Này có một hit có khả năng nó bay màu luôn á. Không, không kịp rồi, không đủ chí mạng rồi. Giờ nó đã bố thủ thêm rồi. Thì tôi sẽ tiếp tục gây độc vô con này. Không, gạt con này luôn. Ê, quên chọn lộn rồi. Đáng lẽ tôi phải giết con sâu á. Bấm nhanh quá. Đó, mình cắt hai cái độc vô con sâu rồi tự chết tuôn sâu luôn rồi. Chơi thử tiêu nữa. Tuôn sâu độc nó tự chết. Hy vọng được cái trứng con lửa. Được rồi nào. Thì tôi sẽ thay con mà con sâu nó vô, thay con sâu lửa vô. Con này đập lửa nó rất hiệu quả lúc đầu, là mấy cái con trong này nó có khả năng tiến hóa nhưng mà thắt hóa nhưng mà sáng hóa gì đó, thì cái đó khi nào tới thì tôi sẽ nhắc sau. Hiện tại nói thì nó chỉ gói thêm thôi. Bây giờ con cóc của mình thì chắc thêm cái khiêu này cho nó luôn, cho nó bôi. Con này là bôi đường thủy theo cái đường phép. Đây rồi, thì gỡ cả cái trang bị của cái con này lắp vô con này.
hết rồi, có hai món thôi. Con sâu lửa nên tôi sẽ bui theo cái đường lửa đó. Thì cái này là hiệu ứng đốt lửa, sẽ tăng cái siêu do nguyên một đồng minh của mình khi gây ra hiệu ứng thiêu đốt, gây được 3% cái lượng máu tối đa. Được, mấy con máu trâu thì đút cái thiêu đốt mà vô hơi bị ngon á. Bên đây là gì? Tất cả các quái trong nguyên cái bạc thi của mình sẽ gây thêm 500 đâu, ngon rồi nha. Đây đổi chỗ với con dưới rồi, ok. Thì thú trong này nhiều lắm, gần trăm lắm. Được cái ngọt làm phép, được làm vật lý, quá ngon luôn. Thì bây giờ con này sẽ làm phép, còn chim này sẽ làm vật lý. Chim này tôi cũng không muốn bui nó lâu dài đâu, sau này mình có con khác ngon hơn đó. Con này cũng cho nó gặm kunai chơi đó. Bây giờ mình khá là thật, đâm vật lý còn có một cái lợi nữa là mình có thể đánh tay khi hết mana. Hết mana mình có thể dùng cái đòn đánh tay được. Yếu như lửa, yếu như lửa thì tôi sẽ bèm ngọn giữa trước, nó đã bị thiêu đốt. Còn này yếu như khí, tôi sẽ gạt con giữa luôn. Đó, lửa cháy nó tự động chết. Chiêu này nó lại mạnh hơn chiêu dân thôi. Đó, khi mà nó bị dính lửa là cái tem mình nó bị thiêu đốt, và cái tem mình lại được cái mà giáp lửa giáp ảo 4 sao. Con sờ mai của mình nó lên gấp rồi. Lại thì chắc tăng tiếp cái khiêu độc nó thôi, tí nữa cái gì cần thì lôi nó ra. Dưới đây như tôi nhớ có một cái làng luôn. Đây. Thì bây giờ mình sẽ đổi qua con sâu. Con sâu có chiêu lửa thì lửa nó đốt được dây leo này đó, được cái ghép game 150 vàng đốt luôn. Thì sau này có nhiều cái để mình vận dụng mấy cái con thú rồi đó. Giờ lấy này kim đi để nhảy dễ nhảy. Thì cái này trang bị thôi, nước mắt phượng hoàng sẽ hồi máu cho đồng minh. Bây giờ phải có chìa phá mình mới đi được cái đường đó. Thì cái cục ở chính giữa này là cái cục dịch chuyển đó. Giờ hiện tại mình chỉ có là một cái cục này thôi nên chưa có đi đâu được hết, tiếp tục cuộc hành trình thôi. Sâu đỏ à? Đốt con lửa đầu thì tôn sao nó tự chết luôn. Hãy giết kẹt này đi. Chí mạng thì nó chết. Hy vọng được có cái trứng của con này. Có là có trứng gốc kỳ nè. Thì tôi sẽ úp nó lên úp. Con chim tôi thấy hơi phế á, nhưng mà nó đam vật lý nên nó không bỏ ra được. Gốc kỳ gì tên gốc kỳ thôi. Gốc kỳ này thì có chiêu tự nhiên đam thổ, cộng 20% regen mana. Mỗi lần đánh thì sẽ ngang với cái lượng phòng thủ, có thể gây điểm yếu
Bên này thì chủ yếu là đi bút bút không ngon cho lắm. Con này lên level 2 rồi. Chưa biết bùi kiểu gì cho nó, chắc bùi tiếp kiểu gió thôi. Tí nữa thì tôi sẽ cố gắng lấy cái điểm này. Điểm này rất là mạnh. Ê, mình nãy hình như mình có miếng khoai tây đó. Cho con này nó ăn. 60 máu. Thủ thì chắc cho con sâu này nó yếu quá. Con sâu này còn đánh lâu dài được, tại đâm lửa ban đầu nó mạnh lắm. Đây này có cái đường ẩn này, có một cái gương, thì cái này là reset lại cái bảng kỹ năng của mấy con thú. Thì tôi coi có con nào cần thiết để reset không, như con này không chắc cần, đợi tí nữa tôi vẫn phải lấy cái điểm 500 đạp này thôi. Con này reset đâu, không không gần nào đó, cứ để dành đấy. Mana 25 500 gít, này là quả chuối. Bắt giò chim. Thì có hai món gít này, tí nữa tôi sẽ dọn đồ cho con nào cần cái chỉ số gít này. Con này anh em chơi bằng một tay được nha. Tay còn lại có thể làm cái việc biến thái gì đó cũng được. Bên đó có cái đồ. Cái nhẫn 20 500 gift đâu. Chưa có con nào gift hết, tôi nhớ có con mèo chấm chém nó gift bên đây. Bây giờ lấy sâu ra. Đốt dây leo tới dưới này có đường. Cái này gần cuối game mới mở được cái gì, tôi nhớ mang máng nha. Ba con sâu BCS, ba con sâu thì mình sẽ lựa bộ quái vật, tại vì con sâu nó hệ lửa mà đánh vô hệ lửa thì không thấy dụng mấy. Nó bút kiên lên kìa. Gạt mạng đi. Đâu, tiết kiệm mana mình đánh nhân thượng này thôi, nó đủ chết rồi. Chết luôn rồi. Lên cấp hai con luôn. Mỗi hit có tác dụng như độc, đánh càng nhiều hit thì nó tỷ lệ nó tăng nhiều hơn. Con này thì vẫn chưa biết lấy cái gì, chắc lấy cái điểm này. Một cái chiêu về điểm yếu thì con này có thể phá cái debuff của đối phương luôn. Con này thủ rất là cao. Cái nhẫn ghét đây, con mèo này, con mèo này tí nữa có đồ ghét sẽ đưa cho con mèo này, thì nó yếu với mộc và khí, yếu với mộc và khí à. Đánh thì nó sẽ đánh nước với khí. Cái nào cũng một hit nó chết luôn nha, chắc dọn luôn đi. Con mèo này nó chém có khả năng chảy máu nên thốt lắm, nó hồi máu nữa rồi.
để nó sống này, thì sẽ gạt con rồi sao. Đây vào. Thì không có con mèo rồi. Có được cái trái berry. Trái berry này sẽ tăng 6 ghi đạp tí nữa do cái con mèo ăn. Ở đây có đường đi lên hết không? Thì có cái gương cái nào? Bao quả bơm khói. Bơm khói này để mình đánh không lại địch, mình có thể dùng nó để chạy. Chim nè, chim nè. Cái con kia có một con khá là mạnh nha. Nó yếu với lửa. Yếu với lửa là mình sẽ lấy con sâu. Nhưng mà nó kháng được khí. Kháng được khí là mình sẽ không lấy con chim. Con này level 4 này cho nó ra đây. Quỳnh sao nó chết luôn. Chết luôn, chưa đủ. Năm sau không? Được cái áo tròn, 100 máu và 500 cơ hội gít. Trái táo này cộng 15 mana. Mana này chắc hợp cho con sâu á. Đây, cho con sâu nó ăn đi. Đây, mana cộng 15. Thì mỗi con chỉ ăn được 3 loại quả thôi. Tôi không biết nó ăn chồng vô thì nó được không. Đó, con chim mạnh nó mạnh hơn tí rồi đó. Đây. Con này thì tôi không nghĩ đến sử dụng ở đâu. Tiếp. Đường này đi đâu ta? Ồ, hai gương luôn. Mana 20, gen mana 12. Hợp cho con sâu nè. Thì mấy cái đồ này chưa cần thiết. Ở trên vẫn có đường, nhưng mà hiện tại chắc chưa đi được đâu. Khố máy cũng chưa được, phải có cái giày double zoom á. Lại gương 20 thủ. Lại gương tiếp. 110 máu, 25 mana. Được. Hai người thủ. Bẹp lắm. Đó có con mèo nữa rồi. Thì tôi là đang muốn lấy con mèo á. Vô bước luôn. Cả ba con đều kháng được cái điểm khí đó thôi. Con mèo một hết chết luôn nè. Do cái combo của mình đam cao quá. Tuần sau lửa đốt nó tự chết rồi. Không cần cái tuần sau luôn. Đó được con mèo đó. Thì tôi sẽ thay con mèo cho con chim. Tôi rất thích mèo hơn. Nó tên là Cát Di Cơ luôn rồi. Giờ mới để ý.
thì lột đồ con chim ra đó. Đang cầm lại cái khúc gỗ này. Con này đang gặp cái gì ta? Kunai á. Trang bị cho nó nghe này, Monenta. Ba cái đồ chí mạng đưa để dành cho nó nè. Với cho nó ăn một miếng thức ăn. Kích tàu 16. Con này còn ăn được nó không ta? Được. Rồi bây giờ tăng fuel cho nó. Kích đam cũng 50% luôn à. Cái này tăng câu hỏi ghét. Tôi muốn cái kiểu chảy máu hơn. Đây. Ghét sẽ áp dụng chảy máu là gây thêm 20% đam. Tăng luôn cái này. Đòn đánh đầu tiên thì sẽ tăng 20% tỷ lệ ghét. Đó. Con này lên level 4. Bây giờ mới level 3 rồi, nên nó hơi yếu tí. Thì nhớ chỗ này đến boss này, chưa đánh đâu, quay lại đi. Giờ mình còn non và xanh lắm. Con chỗ này chưa đi được. Chỗ này phải con smile không ta? Tôi nhớ có con nào có khả năng thu nhỏ mình lại. Ông con này phun nước à. Con này tạo cục đá. Có đồ nè, 100 vàng. Ê, nó hiện, anh em nhìn trên mini map nó hiện đường bên trái nè. Đó. Cái mẫu 10 thủ 10 công. Không. 10 thủ 10 công đưa cho giờ đó. Chắc còn dưới nè, còn dưới cần chi số 1 thủ nè. Nó cầm cái đồ xịn xịn tí luôn. Hết đồ con này luôn, cho cái con này nó cầm. Phòng thủ ngon. Tana 25 kit 5. Đi tiếp thôi. Nè, cho mèo chiến mèo nè. Con kia của mình thì nó gây đam độc. Không, đổi hình này được, không cần đổi đâu. Đó, nó phạt cái là có khi chết mèo luôn. Nhưng mà mana nó ít quá à. Chính độc nó tự chết luôn kìa. Thôi, đốt nó luôn đi. Nó kháng lửa rồi, cứ đốt thoải mái. Câu được cái Peggy, cái lưng 15 thủ, cộng 10 hit down. Hit down cộng 6, được. Sao con mèo của mình nó thọt lên bờ dưới ta? Đây, phản đòn à, cũng được. Cái kỹ năng bị động cũng tạm ổn. Phải 2 level nữa mới tăng được cái điểm đó. Cái điểm này điểm gì đó. Đây, mỗi hit có 10% áp dụng bull đó là.
cái điểm giữa này cũng khá là ngon á, nhưng mà muốn lấy cái điểm này không. Đây 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 đây, cứ thế đi theo cái đường giữa vô con đó, đeo ra đồ vô này đi, tại vì đeo vào nó cao quá, bỏ không nó cũng ngủ. Cái mũ phép 10 thủ 10 phép 10 phép cần thiết không ta? Chỗ này không biết mình lên được chưa. Chưa, mình nghĩ là vẫn chưa lên được đâu. Bây giờ một bên thủy, một bên là quả. Thủy trước đây, thủy là con này của mình nè. Này nữa. Đó, được hai cái gương. 12 thủ. Nhận được một cái ngẫu nhiên cái boost trong combat. Thì con quái mình vẫn có thể nhận được cái boost khác. Hai lọ hồi máu. Người thay thủ à. Con này không cần tấn công luôn. Cho nó 10 phép đi. Bây giờ mình còn chỗ nào chưa đi ta? Bên trái cục tay le mình chưa đi. Rồi lại gớt. Con này nhảy hơi khó một tí. Đổi qua chim đi cho nó dễ di chuyển. Thì nó hồi lại nè. Chém luôn, sẽ ngứa. Đốt mèo trước. Cái khiêu thứ hai có khả năng gây ghét nè. Đánh cái là phát cái chết luôn á. Không chảy máu rồi. Rồi diệt mèo đi. Nó hồi máu luôn rồi. Nó vẫn không chết. Mấy con này nó tội gì vậy? Được có mỗi cục động. Con mèo thì chắc còn lâu lắm mới lên cấp. Mấy con kia là bà nắm cho nó mới ba. Ơ quên, cái cửa này đâu có mở được. Tốn công chị về không? Vậy chắc phải đánh boss rồi. Để coi bản đồ cái. Thì hiện tại mình không còn đường đi nữa đâu. Rồi quay về đánh boss thôi. Thì gọi là boss chứ thực ra là cũng chỉ là dạng tập sự mà. Ô ba con mèo nè. Con mèo yếu với mộc mà nó gây đam khí. Lấy con này ra chơi nó luôn. Lấy con lửa ra chơi nó luôn. Quanh hết. Nó không dính độc ta. Gây được cái điểm yếu. Giết.
Tuần sau con cóc của mình sẽ hạ sát được con mèo luôn, tại đang giữ được cái combo. Nó dính độc rồi kìa. Xài chiêu này thôi cho nó nhẹ nhàng. Rồi goodbye. Được cái trứng con mèo. Và mình có con mèo rồi. Con mèo mình cấp rồi đó. Để coi tăng nó cái siêu nào. Vừa chém vừa hút máu à. Ghê vậy. Nên là lấy cái nào đó. Mình có cơ hội giết là 25 à. Tôi muốn lấy cái chỉ máu rồi đó. Đó, lấy cái phần trăm giết trước đi. Con này có cái chiêu nào. Rebirth mục tiêu. Regen mana. Remo boost thôi. Nhưng mà đầu game thì không có nào có boost nhiều. Nên nhớ lấy điểm phòng thủ nó luôn. Có cái gương. Tám thủ, chả có tác dụng gì. Ba con sâu. Khéo khéo là chết luôn á. Cứ tiếc là không khéo. Con mèo chỉ đánh được hai cái thôi. Hai phát chi mạng cùng lúc luôn rồi. Game này đi farm đồ cũng mệt lắm nha. Sau này anh em gặp mấy nguyên liệu quý hiếm là đi game khổ ải luôn. Đây không phải chỗ này, chắc ở trên mới đúng. Bây giờ mình còn thiếu cái đâm sét và cái đâm băng. Đi có cái gương rồi. Đó. Rồi mình là học sinh đem về cho ông này ông giảng bài giảng cuối. Đánh ba con mai á. Thì nó yếu về hệ gió. Nên cứ ba con này thôi. Đó, bà bị dính độc. Rồi không cần giải thích đâu. Nãy giờ chinh chiến cái chặng đường rất là dài rồi. Chảy máu. Không chảy máu luôn. Tuần sau thì có cái con đầu tiên nó tự chết này. Chắc không cần động thủ đâu. Hết mana rồi ta. Yếu gì vậy? Đó nó chảy máu rồi kìa. Bye bye. Con mèo vẫn hơi thiếu mana một tí. Rồi bây giờ mới là trận chiến thực sự nè. Đi yeah.
đó mình sẽ đánh với cái con mà bếp lò đó. Con này tôi nhớ là nó yếu dưới phong nhưng mà nó kháng thủy, kháng quả chứ. Cái này đánh trường kỳ nên là yếu dưới khí à? Yếu dưới khí đấy, con chim thì hợp hơn nhưng mà con chim gây gọt đầu nó vậy, nên chắc lấy hai con độc, ba con độc đi. Đó, nó đã bị dính độc. Phá giáp nó luôn. Mày gây điểm yếu cho nó. Chiều dưới thì có thể là ngon hơn tí nhưng mà nó đánh có ba đòn. Chắc cho nó dính độc tiếp. Hết mana rồi. Đánh tay thôi. Nó bút không đủ rồi. Không gây độc cho nó được rồi. Tiếp tục gây độc thôi. Nó nghĩ bút siêu rồi. Cơ hội của mình. Rồi, chưa chết nữa, một tôn nữa. Đến nhiều được 4 sao á. Được cái giỏi sò không thấy dùng. Tất cả lên được vào luôn. Rồi, mình đã được công nhận như là tập sự rồi đó. Bây giờ về cái lâu pháo đài đó. Có nhận được cái chìa khóa rồi. Có chìa khóa này mình mới qua được cái cửa dưới tầng hầm. Hai chế tháo, hai cũng phải thay. Rồi mình có thể là tấu gan được trong cái tháp, mỗi cái gan thì mình sẽ được tí phần thưởng. Mới hết có 10% thiêu đốt à. Này nội tại càng đánh càng mạnh. Con này nó ăn rất là nhiều rồi. Đặc biệt cho nó cho này luôn. Thì cái này mana gì game. Ủa cái hình đồ ăn này là sao ta? Cho nó tí mà nào đi để nó hợp mà nào quá báo luôn rồi. Ok, cái chuồng chăn chăn nuôi hình lai có không à? Không, để đúng kiểu nông dân luôn à, chém giờ không có ngán ai hết, nó yếu dưới lửa đội hình luôn, sợ gì. Rồi chơi máu chết luôn không? Con mèo vẫn chưa chết, thiệt.
đó được cái con cúc đột châu châu rồi đó. Đây rồi là con chu quy rồi. Con này như thể thủy phải không? Tôi vừa nãy thấy nó trội cái cục băng đó vậy. Đây là hệ băng nè. 5 cơ hội, 50% chiêu. Chiêu là quá vật sẽ mất 10% mana và giảm đi cái mana là 20% cái tốc độ khôi phục. Thì cái này tính trả thôi. Mỗi lần đánh sẽ 5% máu. Thì con này bui theo cái hệ máu. Con này là dạng mà tăng cơ châu chó lắm nè. Đam đó là đam hệ thủy. Và đam hệ thủy thì mình không cần lắm trong đội hình. Thủy thì tự nhiên. Nên thôi chắc dục nó đó này. Hồi nãy cái cổng dịch chuyển đâu ta? Đi dưới, đi dưới. Trời luôn. One hit, one kill. Con mèo như nhất kích tất sát luôn. Nãy giờ tôi chỉ thấy cái gương tím đúng một lần. Có chìa khóa đi đi đây rồi. Hot, con này là con móc. Con này thì nó đa hệ lắm đó. Nhưng mà cũng hơi bị khó chơi với nó. Nó kháng với khí vậy. Nó có thể đánh được đâm lửa nước luôn. Đây, đợi hình này đi. Dính độc. Tiếp tục dính độc phá giáp nó luôn. Chảy máu. Không chứ không giết phú nào rồi. Đồ nó hồi máu rồi. Tuần sau là nó chết rồi. Chí mạng cái ơi. Không chí mạng luôn, nó không chết rồi. Trời ơi, tụi này cũng chết. Cái này cũng một à. Là 32 hit 6. Mana 32 hit 6. Không. Cũng cho con mèo mana nó yếu à. Mà thôi. Cái điểm này rất quan trọng với nó luôn rồi. Nhưng mà lấy nó tới level 20 rồi. Thằng đàm này nó tiếp đi. Cái gương
Mana Gigant 18. Những con nào mà tốn mana lắm mới có thôi. Mana 18, Mana Gigant 10. Cái nội tại nó là cái những kỹ năng hồi máu sẽ tăng thêm 5%. Con này đeo đây. Gốc kỳ này có gì không ta? Không có, do nó mang đồ luôn. Gốc kỳ này cũng đồ xịn nhiều quá vậy. Bên phải nó có cái lẫy rồi, nhưng mà chưa qua được. Bây giờ mình phải vòng lại hả? Lỡ xuống rồi đâu có lên được đó. Hơi mất thời gian tí. Ê, mấy con tôm tép này không đánh nữa. Nãy chỗ ngã ba mình chưa đi qua được bên phải, giờ mình có thể đi được rồi đó. Để tôi coi, đúng rồi, thẳng đường này. Có cái hộp tím ở trên nè. Ở dưới còn một cái đường á, đường dưới đi được chưa ta? Mấy con này đều yếu với hệ mộc á, mình đưa hàng này vô. Chiều chiều này cái nó chết luôn. Giờ tôi thử đi xuống dưới coi đường dưới đi được chưa. Đường dưới như là cái chỗ cao cao không, phải có đúc bù vô mới đi được đường dưới. Mình vẫn phải đi qua bên đây không? Mình gần đến cái hang động màu xanh. Còn chủ yếu là nói chuyện. Ở đây có con Phụt Kỳ đứng giữa nhau. Mẹ tên Gu. Bên này là hướng dẫn mình bút chỉ đi bút thôi. Hai dục thủ 108 máu mập nha.
cái gương đó ra. Lâu đài nhé, cái gương đó 40 phép 700 ít. Chỉ còn xài phép thì đâu cần ít nhỉ. Này thì bán vũ khí. Còn bán cái gì? Có những vài món cộng 1 thì tiền mình cũng nhiều quá. Cái gậy gỗ này có 9 vàng à. Bán hết đi. Cái này không biết nên giữ không ta? Mấy cái nguyên liệu không thể bán được đâu. Cũng tiền lắm. Này bán trái cây thôi. Thì chủ yếu trò chuyện giữa các phe phái. Bên này hình như có ông hơi gàng, đúng rồi. Có thể nâng cấp được vũ khí đây nè. Cũng cho mình 4 miếng đồng, 2 miếng có to, 1 miếng lửa đỏ, 1 miếng lửa xanh. Bây giờ cái này mình có thể nâng được nè. Mấy cái lưu game ghép game nó hiếm lắm, nhưng mà tôi thích cái màu tím này, cho nó lên luôn. Cái hộp này chắc cũng nên cho nó lên luôn rồi. 2 món thôi, tiết kiệm đi. Đầu game mình không nên phung phí, tại vì chưa biết được những gì có thể xảy ra. Thư viện này chắc đi luôn rồi, chút nữa đi. Cái chỗ này là xe le nào, mình có thể le le về cái chỗ này. Tôi nhớ đi nói chuyện ở đây, nói với nhà mình. Vô đây thì có thể chiến là để nhận đồ cái gì. Hiện tại thì tôi chưa đủ trình đâu, yếu xìu à. Vẫn chưa vô được luôn. Kỳ thị quá vậy bạn. Nó không cho mình lên trên đó luôn. Bên này cũng không cho mình vô luôn. Thì sau này đi thành tài đi lại phục thù. Dưới này có đường nữa nè. Thì chỗ này dưới đánh lên được vào. Không, không đủ năm sau. Nào đủ năm sau rồi. Dưới này đi đâu ta? Đu KPI thì bên trái cái hang động xanh thì cũng được, thì cái set kill thôi. Git 500 đây, cái cạm này do con này được.
mất chậm máu luôn, hơi bị thốn nha. Tạm kêu đi level 7 luôn nè. Mình nên tăng kêu thổ cho nó không ta? Đi đường dưới thì nó chỉ tăng boost thôi. Chắc chắn tôi đi tiếp đường trên. Level 10 mới tăng được đó. Ghi gen á, ghi gen không cần. Nhưng mà không tăng ghi gen nó thì còn gì để tăng nó đâu. Nếu tăng cái đam tự nhiên này, đam nước cũng không cần nữa, tại có một con đam nước mà. Rồi, vô cái hang xanh thôi, trên con đường. Cái này đi đâu vậy ta? Khu này cái thư viện này như gia đình mình nè, đó bố mẹ mình nè, rồi mới cho cái gì mà lỡ bấm mất rồi. Ngon, về bố mẹ cho đồ xịn. Đây là cái 10 thủ 18 mana giết 4%. Cho mèo không? Cho mèo đi, giảm tí đam giết nhưng mà tăng tỷ lệ giết lên. Nó cân bằng hơn tí. Chỗ bên phải chưa được, phải lên một cấp nữa mới qua đó, thì mình phải đi về bên trái, về cái hang động xanh. Em mặc áo đỏ rồi đây, nên là tên view thì danh tiếng đã lên đường tí rồi. Tiếp đi, thì chỗ này là gan hơi bị cao đó. Có khi lại đây đến boss không ta? Rồi đi coi cứu cái thằng đó này. Will này nó lộn xộn lắm. Có khi nó xanh cỏ nè nè. Hai con tên du, một con cây độc. Nó toàn bộ là yếu như lửa và nước. Yếu như lửa và nước. Một con nữa thì chắc tuần sau nó tự cháy chết luôn rồi. Được cái quả trứng tên gu rồi đó. Tên gu này bổ khiêu nó làm sao ta, nhìn nó ngộ ngộ. Còn bộ kêu nó tới rồi, con tên gu này đam lửa à? Gì tổng bộ bộ kêu là lửa không đó à? Lửa gì độc à? Rồi bộ kêu nó không ngon rồi,
thì khi đánh là tăng 15%, 15% của mát mana. Nó toàn lửa không luôn mà nó không có thiêu đốt. Thôi không chơi đâu. À, chơi gốc kỳ có nghĩa là thì bây giờ mình chưa có chìa khóa, mình chưa thể vô đó được đâu. Đây chỗ này có được 16 thủ mana ghi gen 17 không. Bỏ máu lấy mà thủ gì mana gì kia được. Ủa quên, thậm chim ra mới bay được chứ. Này gì nãy giờ nhảy. Một cái gương 200 vàng. Cứ double zoom mới lên được. Đi, cái gương màu tím. Cái chìa khóa thôi. Tưởng cái gì. Bèm. Có tên gu lửa kìa mà tôi làm biến được con đó vô đó. Mình xài tên này đi. Cái gì nó biến thành con gấu mèo rồi không biết cái cú nào luôn. Wow, nó gây độc đau nha. Bye. Gummy là cái con sâu đo đấy. Gummy. Còn như lá cây á. Đây là gummy luôn, gặm mì. Đổi con tên gu đi. Khoan, coi kêu con tên gu nữa. Gummy không? Mưa axit phá giáp độc. Đây 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 được. Độc bộ khiêu quá là độc hết luôn. Ngon vậy đó. Vừa độc vừa phá giáp. Con này có bộ ngon rồi nha. Được. Con này không cần ghét, chủ yếu là có mana với mà châu châu thủ được. Thủ với máu đi. Cho nó một tí mana. Máu. Rồi ok. Cái này gì đây? Có ba cái công tắc. Khoan để tôi nhớ rồi. Cái hồi nãy ở dưới mình nhảy qua là mình nhảy qua được hai cái đầu, cái thứ ba mình chưa nhảy qua được. Đây, cái đầu tiên này không thể úp được. Úp nữa thì khó. Cái thứ hai thì có thể úp rồi. Rồi ok, hiểu rồi.
tốn thời gian nha, giải đố không khó mà nó làm phải đi qua 2-3 lần. Hay là hơi cao vậy. Bây giờ xuống dưới trước đi. Phải lấy con full ghi ra. Ok, có còn 5 lục nữa kìa, còn nắm nó gây độc, còn lắm đó. Bẹp lắm. Bây giờ nó yếu dưới lửa, toàn bộ yếu dưới lửa. Kháng độc với kháng nước. Nên chắc dùng đội hình này thôi. Xem mình toàn độc không ạ. Này thì nắm lục di động. Chưa chết nữa. Rồi tên sao nó tự chết. Bye bye. Chắc là đưa vào rồi. Nhưng tôi nghĩ là đường trên nó vẫn hơn. Thì lại coi cái đường trên có gì. Vẫn chìm rồi, chìm rồi. Đi có cái gương. Giúp bên khai luôn máu 26 mà nào 40 ba con tên cuồng, tên cuồng không đánh đâu, 40 đạp giết 700 này cho con mèo cái chắc này. Đó. Chỗ này chưa lên được nữa. Bèm lên ngu luôn đi. Bùng bóng xà phòng. Mưa độc. Chật, nó đánh 200 luôn. Bay màu. Ngứa, mày ngứa. Cái trứng tên ngu rồi. Mèo lên cấp này. Mèo bây giờ tôi muốn tăng lấy cái điểm này cho nó. Sao lấy điểm này cho nó. Vì đường trên là hết rồi. Thằng sao ta. Không phá được cái tường. Tình gù là gì thổi lửa à? Ở trên có đường nhưng mà chưa biết đường qua, chưa biết cách qua. Chỗ này mình cũng chưa đi được luôn, chỉ có đi xuống thôi. Sâu dưới gì đó có gương à, ghét thôi lấy cái gương, tôi nghi là đánh boss quá vậy.
50-50, 24. Con nào cân bằng được cả hai đạo, hai hệ đó. Ủa? Cái đồ tôi mới lấy nó mất tiêu nữa rồi. Game bị lỗi gì á? Hồi nãy nhớ cũng bị một lần đó. Mất tiêu luôn rồi kìa. Ừ đây nào, ra nè. Cộng 1, 50, 50, 24. Mình chưa có con nào cần hồi máu cả. Muốn lấy cây nấm nó dễ quá, nhìn nó ngon quá. Nấm hương nướng rồi chả có nghe nấm luôn. Giờ mà 8 rồi. Đây, làm tiếp chuyện này nó đi. Đây. Hiu là cả hai con được luôn. Okay, giữ con hiu đi để có gì mà đề phòng bất chắc. Quá mạnh mẽ. Em nó quá mạnh mẽ đi. Đây có đường, đây có đường. Ủa? Có để đường rõ ràng mà. Đây ở trên đó. Dưới cũng có, trên cũng có. Còn cái cục tê le thôi. Có phần đó. Đây, hai thủ luôn cho con gốc kỳ. Thủ 20, thủ 16 nhưng mà hồi mana thủ 44 luôn, khiếp. Cái tem toàn hay độc không ạ? Bây giờ trên đó thì chắc mình chưa đi được đâu. Móc với con nấm đấm luôn đi. Đang cần con nấm. Chí mãn rồi, lửa tự chết đi rồi. Ok, năm sao đó được con phun ghi gì đâu.
Fingy này tôi nhớ nó đánh nhiều lắm, nhưng mà chưa biết nó thay cho con nào. Con Gummy này cũng ngon, chắc thay cho con Bóp này quá. Rồi, lột hết đồ rồi đó. Con Gummy nó cũng hề độc luôn, Fingy này cũng hề độc luôn. Sáu lần, đánh sáu lần. Đánh sáu lần luôn. Đánh năm lần à. Được, đánh cái này để kích cái độc lên. Một điểm, hai điểm. Điểm này cũng rất cần thiết cho nó, tăng cái phòng thủ, theo lượng máu tối đa. Chắc lấy hồi mana cho nó, máu nó mỏng quá, lấy hồi mana chứ nó chết. Con này không có hồi máu. Rồi lấy phòng thủ cho nó đi. Con này làm gì có chiêu hồi máu đâu, mà đeo cái này cho nó thì hơi phí. Rồi, máu còn cao luôn. Bạn hoang mang có con nào lên cấp nữa không? Level 8. Con này hồi máu được đó nè, 9 đều là 9, lấy điểm này chỉ cho con này. Nó bỏ một điểm thủ, nó sẽ lấy một cái điểm mà khác vô. Cái nào cũng ngon nên bỏ luôn á. Đây, lấy cái này đi. Thay cái cục này vô cho con này để lấy một boost đầu game. Đầu game một boost nó cũng chưa có mạnh lắm. Cái hầm ngục này chưa mở được. Ê, ờ không, dưới này có cái chìa khóa. Mana regen còn 33, khiếp vậy. Nhưng mà mình chưa có con nào gây vào cái hiệu ứng thiếu mana chứ. Này đồ nâng cấp thôi. Hai cái chìa khóa động luôn rồi. Yếu gì lửa nhiều khí à. Cho Fingy ra mở màn á. Trời, nó hồi máu luôn rồi. Để đánh gục cái con kia mới đúng. Tiến tôi này.
mana 32 với 6%. Mình có cái trứng con đó chưa? Chưa. Để coi cái bộ khiêu con móc là gì. Thầy tu á. Hai trăm, hai trăm tư. Ba mươi lăm phần trăm giá trị tấn công. Hồi máu sẽ thêm một hồi máu thấp máu nữa. 50%. Con này hay bút ngon. Con này đấm ra lửa 4 cái. Đấm ra sét, đấm mũa, đấm ra gió. Tăng giết 2% cho mỗi bút. Đấm ra nước. Thì con này nó chỉ cần bằng thôi. Nhưng mà nó được cái hồi máu cũng tầm tầm á. Giờ mình phải đi đâu ở đây? Nhất tiếc là không lên được. Đi có con ma chơi nè. Con ma chơi này hình như thầy bút á. Yếu dưới khí hả? Yếu dưới khí và mộc. Sao nó mới chết, nó đánh xét kìa, đó thẻ băng cái gì đó. Gì nó hồi máu rồi, này thì hồi, này thì hồi. Xuống thôi. Bên này là gì? Chắc chưa có nào qua được đâu. Cái chỗ đó là phải nặng lắm. Những con nó tải trọng lớn á. Cương à, đứng dưới nước chết không ta? Bèo cộng 2, thủ, ghiết đam. Này không biết nhảy qua được chưa. Rất tiếc là chưa. Đứng từ dưới này nhảy được hả? Được luôn hả? Nhưng mà không có lên đó được. Không thể nào lên được đâu. Ma chơi phải có con ma chơi này. Gốc kỳ ra chẳng đấy này.
Đấm nó. Bài màu. Vẫn không có trứng của con. Con ma có để trứng không ta? Cái hộp màu đó. Cái bồ dung đó. Được cái bồ dung nè. Bên dưới này có đường đó nè. Có thể ép con quái lên được một level. Không được, level vitan mới được. Chưa vô được. Sau này không biết có nhớ đường mà quay lại không? Cái hộp tím đây, thủ là công 10, quái vật trưởng thành với 3 tuổi 3 sẽ tắt, 3 tuổi và 5 sẽ tắt, có thể trang bị vào cái mà quái vật dạng côn trùng. Cái này mới, cái này tôi không biết luôn. Ôi ngất rồi. Cái này nhảy sao ta? Biến động thôi. Vì là mình đã từng đi dưới này rồi. Vậy là vô tay le thôi. Đây có đường bản đồ chưa? Bản mình đi đâu ta? Hai cái gương luôn. Kim một người lạ để nó đánh con Mino Target à? Bém con Mino Target này yếu dưới lửa và kháng độc, tay mình vào độc không nên chắc là chơi luôn đội hình này. Sợ con mèo nó bốc hơi nhanh quá thôi. Không, không dám để con mèo đâu. Sợ con mèo bốc hơi nhanh. Đàm
mình có cái con cóc nó chặn cho một cái đòn đâm cho mấy anh kia cũng đỡ. Ây chết, sắp chết góc rồi. Giết 60 đam còn giết được cho con mèo. Rồi được hai nhẫn này. Rồi bỏ đi. Lại em tóc vàng tăng động nữa. Hẹn gặp lại ở tòa tháp trong không? Giết cộng 11%, cái này cộng 10 tăng được có 1%. Phải thì con này nó có sợ tắt gì không ta, để được không? Nãy tôi nhớ con nào nó có tuổi á, tuổi càng cao nó đánh càng mạnh, mà những con đó mới cần mấy cái start boost. Con này mình vui boost không được nữa, không còn vui theo mấy cái kiểu kia. Vui cái đường boost cho con này cũng ngon lắm, chắc tôi vui cho nó luôn, con này chủ lực. Đợi con này theo kiểu phòng thủ. Này đánh 4 hit. Vui thủ thì vui theo cái chiêu này. Bây giờ còn một điểm nên chọn một trong ba chiêu, tôi vẫn chưa biết chọn chiêu nào. Thì vui đam là vui được giữa. Đây 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 đây, tăng tuổi nè. Đọc mỗi boost sẽ tăng thêm một boost, vậy là vui đường giữa nè. Cái món đồ nào nãy hồi máu nó tăng đồ đó.
Đây đây đây, cái này đổi vào con kia được. Con fungi này. Rồi đeo đỡ cái này đi. Mình đi đăng ký thôi. Mèo đen mặt này. Chuyện về bút thì chắc phải đeo hai món này. Tôi nhớ còn món nữa mà ta. Lâm thủ 12 chấm ít sâu nhóm của mình nó đang đeo cái gì đây, cho nó lên tôm 2 đi, tôm 1 đi. Trái phải là à, mình mới từ bên phải qua. Đó, qua đây được rồi. Ba con ma luôn. Con ma này yếu dưới khí. Con sâu sắp chết luôn rồi. Mới được cái trứng ma nè. Giờ bỏ con nào ra lấy ma cho ta. Bây giờ con ma này bộ kêu nó như là chiên hay bút luôn. Đam tự nhiên. Mỗi lần đánh sẽ gây thêm đam ngay chỗ phòng tủ. Kích hoạt thì sẽ gây 100% đam. Sẽ áp dụng theo cái chiêu cho nó nữa. Ngon. Con này chắc bút khiên. Khi có boost thì nó up một siêu. Nhưng mà bộ khiêu đi boost không ạ?
con này bút chiêu là khủng khiếp luôn. Bỏ 2 điểm lấy vô cái này để tăng cho nó tí đam. Nhưng mà không lẽ nó không đánh luôn. Một nè, hai nè, hai điểm này rất là quan trọng, điểm thứ ba cũng phải lấy nữa. Một hai ba phải lấy 3 điểm. Con này nghỉ phép rồi. Cầm tạm bộ đỏ đi, có gì thay con gốc kỳ vô cho nó ngon hơn á. Bỏ gốc kỳ luôn. Đây được rồi. Rồi, ok. Gì mấy cái xích này là gì đây? Nó nhảy lên nó cản đường mình, nó lũ đạn nó thôi. Yếu dưới nước, yếu dưới lửa. Thử ghê đội hình nè. Con này không đáng ra trận đâu. Chưa chết hả? Kệ tôi sao dính độc nó tự chết à. Con sâu đo của mình tự nhiên nó yếu quá rồi. Nó có thể gây được cái đâm lửa mà thôi, để giữ con đại vợ đi. Ở đây được mỗi 2 món đồ vậy đó. Có gương, có gương. 13 thủ, mấy cái đồ mà cười cười không à. Ê, hình như là cái đó cho ăn được, đúng rồi nè. Phùi thủ luôn.
khí với độc kháng với lửa. Mới vô nó phạt con tao muốn chết luôn. Bút cái siêu ơi. Bài màu. Con này mỗi hit thì tăng phá giáp cũng được. Ai đây? Thì cái này là biến tỷ là vọt thôi. Bây giờ xét có lần nào hay xét không đâu. Qua tờ phá tường nắm di chuyển vật nặng lửa bay di chuyển vật nặng lửa không có nào hay xét hết. Khí à, để nước luôn. Không có nào hay thảo cả. Bó tay luôn. Cả hai cái gương đều rất là ngon. Cái gì đây? Bó hả? Thì con này yếu dí phép. Nhưng mà nó đánh ra đâm lửa. Nếu giấy phép đánh ra đâm lửa. Con này khen lửa cho vô. Con này khen lửa cho vô luôn. Con này hệ bút. Nhưng mà nó lại yếu với lửa. Mà cũng đâu có lựa chọn nào khác đâu. Tôi nghĩ là nó không yếu đâu. Nên tốt nhất là boost siêu trước đã. Hay là bẹp nó thử cái đã. Lên tao nghe. Là có lớp siêu nó lên con cóc của mình nói gì hết luôn. Tay mà chơi rồi.
tuần sau nó chết rồi. Bài màu được cái này không một 14 đam 21 mana hồi phục, ít đam 24%, một cái do con mèo, còn cái này chắc cho con sâu đo đi vào 10 luôn. Ít đam 24% rồi, nhưng mà chưa lên 10 sâu đo à. Mana gì lên nó cao quá, thôi cứ cho nó đi, coi phiêu nó đi. Bây giờ nó đốt được cá họ nhà anh ta luôn. Đây 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 đây, cái này rất là cần thiết. Đánh tất cả quân địch, tăng công thủ bằng cái điểm phòng thủ của mình, không giết thì sẽ gây thêm 20% đam. Cái này vừa đánh vừa gây siêu luôn á, phòng thủ tăng 25%. Khi gây boost thì sẽ hồi với mà cái chỉ số ba pháp con này có 30 phép đó. Nói chung không ngon lắm, còn copy này chắc bỏ thôi. Mình có con ma rồi nên chắc không có xài copy nữa, copy này trắng đồ rồi. Nên thôi kể nó đi, ưu tiên vô con ma thôi. Con này nếu đã theo hệ boost rồi, đây một boost sẽ áp dụng thêm một boost nữa nè. Hồi máu thì cũng 20% giá trị của cái siêu. Mana nội tại thì lấy cái điểm này trước, lấy cái điểm bên phải sau, quên lấy cái điểm này trước chứ. Mana tối đa đam nè, rồi tiếp có cái gương 10 thủ 10 ghít đam 8 hồi mana, 10 thủ 10 ghít đam 8 hồi mana. Này cái gì? Mở công tắc này hả? Giờ quay lại cái ải một đầu tiên. Ủa mình đang ải một luôn rồi. Tôi nhớ hồi nãy còn một chỗ mình chưa đi được.
Nó nằm đâu ta? Đấy, còn chỗ cao cao mình nhảy chưa lên được á, ở trên nó có mấy con thú á. Đi đúng dọc. Ấy, cuối cùng cũng dính rồi. Con này thì yếu với mộc. Yếu gì mọc lại kháng khí rồi. Giờ mình out level tụi nó quá rồi. Cái lồng chả nó dùng gì. Tốn thời gian thôi. Đây 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 đây. Nó không có hiện trên bản đồ. Sao nó không lên được ta? Khỉ đuôi vàng này nó yếu với sát thương vật lý thì sẽ chơi này này và này. Đấm tay đại pháp. Chị đánh đâu vậy? Đặt quạng nó bay màu luôn. Giết này đi. Xong. Không có được vào cái trứng con đó đâu. Với 2 điểm đầu luôn. Có cái gương. Cái đàn 35 phép mana regen 5 hồi máu á. Sẽ tăng được thêm 15% luôn. Còn đâu nữa không ta? Bây giờ chắc qua cái vùng đất bên trái thử. Cứu hồi đi xa. Hình như bến vùng đất bên trái có đường đi mà thấy tôi đi không nhớ. Chỗ này ba mèo đi rồi. Chết cha đằng sau.
Này thì bút. BCS à? Bên này như còn cái đường đi qua cây cầu nó có hiệu ứng trọng lực luôn rồi. Đấy. Một cái gương thôi, một cái siêu lớn 30 trăm thủ, 30 thủ. Mà nó mất một lượng lớn đam nữa. Phí quá không ta? Mà thấy phí lắm á. Nên không cần đâu. Cái này là cái chỗ đầu tiên mình vô game nào phải không? Bây giờ hết đường chúng ta sẽ xuống dưới, nhảy qua cái đống gai đó, hình như là sang dùng đất tiếp. Xuống rồi qua dùng đất tiếp nha. Mana cộng 80. Đó, anh tới dùng tuyết rồi nè. Thôi, tiếp đi. Ủa, có cái nhà ở trên, từ cái nhà lúc mình tập sự. Thấy con làm tuyết mà thôi. Chiếu toàn bộ liễu dưới lửa hết. Nó cán được nước và khí. Bây giờ lúc con sâu của mình nó phát huy thế mạnh đó nè. Cắn ở sau. Được cái quả trứng lại bằng thì đổi gốc kỳ xuống, không xài gốc kỳ nữa. Mỗi đòn ách tách thì sẽ cộng thêm 50% máu tối đa. Khi áp bi một debuff thì sẽ tăng thêm 50% siêu. Khi có siêu sẽ áp dụng thêm cái siêu nữa. Kinh cái gì? Khi có siêu thì giảm 15% đam.
boost thì sẽ được tắt đến 2 lần. Lần thứ hai chỉ có tác dụng một nửa thôi. Hai trăm tư, 300, 26. Cái chiêu mưa có 4, còn cái chiêu độc này thì 5. Thì xài cái chiêu này đi. Mình đánh độc thì có mà 50% cơ hội kích được cái này nữa. Kích được cái này lại nổ ra cái siêu nữa. Coi con Mai Băng nè. Con này thì lệ thủy và debut. Nó vừa có siêu vừa có bỏ hai cái debut luôn. Con này boost mạnh. Có siêu kháng phép. Đạp tiêu thủ. Cái lượng siêu sẽ bằng với 50% phòng thủ khi mà áp dụng một debuff. Tức là con này nhét độ thủ cho nó. Rồi level 10 mới được 1 điểm nè, 2 điểm nè, 3 điểm nè. Bây giờ phải lấy điểm này đó. Ủa lấy điểm bên trái nữa. Con này cần cái điểm defense nhiều. Này đó đi. Cho nó ăn luôn. Tới hàng bằng rồi. Ra mình nhảy lên tới chưa ta? Chưa đâu. Thì có đồ đó. Ít cam 8. Cụ bắp. Giờ này vô ba đồ đi nè. Con này đánh băng rất là mạnh nè. Tôi nhớ nó quạnh hit vô băng luôn. Bây giờ nó kháng khí, nó yếu với lửa. Con này phải thấy rồi, mấy ba mạng đi. Nó bút cái gì ghê đó. Hy vọng được quả trứng thôi nó. Không có trứng này. Không có trứng mà cũng không lên cấp nữa.
trên đó có một cái cửa băng, chắc chưa mở được đâu. Vì là mở cái cửa trên đó. Hai phát chi mạng luôn. Giờ là lúc con sâu của mình nó thể hiện. Năm sao vẫn là 4 à. Đây cái chiều này tăng đam. Bây giờ có thể tăng thêm một lượng đam nữa hoặc là đam có ba đứa luôn. Tiếp đi, thử đam đây. Con này đưa vào 10. Mỗi lần tấn công thì 15% tăng thêm lượng đam. Khi mà sử dụng được lần đầu trong combat không có hiệu quả mấy. Còn này hãy boost rồi. Đây, thấy lỡ lấy kiểu này đi. Con này level 10 thích. Nhạc hay quá ta, nên tôi phải tăng cái lượng nhạc lên. Ô oh. Luôn game. Get game. Nhạc nghe cái áo ma dưới thiệt á, cực kỳ ấn tượng luôn. Ồ, trên đó con cái gì đây? À, mình nhảy đường này qua bển. Cái trái bắp. Chưa vô được. Bèo công 3, 45 thủ, 13 gít đào. Ngon. Con nào nãy gọc đồ với số thủ đó. Nó đã có một cái bèo rồi, không được đeo cái bèo. Gán lấy con này nè, con này đam băng nó mạnh lắm.
không chết luôn. Vẫn không có trứng của nó thôi. Người đánh được cả ba con. Tăng kêu giữa đây. Lũ đảng á. Có cửa. Level 3. Ngon dữ đó. Vậy là mình phải có cái độ lặn băng mới xuống được. Con mèo nữa kìa. Con mèo này yếu với nước, một con yếu với lửa. Vì đội hình này chơi cũng được luôn. Nó phạt lần cái ba con. Được hai con luôn, được hai trứng luôn, ngon. Mèo đen. Bây giờ tôi thay con nào ra giờ? Con lai này thì cũng ngon lắm mà, nó đâu phải vàng đâu. Nó áp siêu cái là cái tem được hưởng luôn. Đánh cái nào tới cũng 6 phát mà. Thêm 35 trận đam cũng ngon lắm. Con lại bỏ con Gumi đủ vậy. Gumi này bộ kêu nó cũng ngon lắm. Con Gumi này nó đánh người ta rồi, nó điều bút rồi, nó up thêm một cái kill rồi lại thêm hồi máu. Con này chuẩn hệ hồi máu luôn. Nhưng mà tôi muốn có con băng trong đội hình. Con này đâm nước, đâm tự nhiên. Con này độc với phá giáp. Con này bút siêu. Con này cũng bút siêu luôn. Nó debuff thì sẽ có siêu, siêu thì nó lại có thể gây debuff, rồi lại có thể có siêu.
cái nào cũng ngon. Con này đam rất là mạnh nè. Ba trăm ba mươi lăm, 370. Hit đam cũng 30%. Con này đam sóc đam rất là mạnh. Nó vừa có thể bùi sát thương nhật lý, vừa có thể bùi sát thương phép luôn. Từ bằng thì 160, con này cũng 160 nhưng mà có đi boost. Này đang hit đam. Cộng 500 bit rồi, ít 500 nó không cao bằng này đâu. Con này chủ yếu gây sát thương hai chiều luôn. Sáu tám lăm, 42. Con này cũng được. Hy sinh vì con băng đi, một cái lựa chọn này. Ít 4 thủ mana, lấy cái này thôi. Cơ bản thì cho con sâu lửa đánh đầu tiên, tới con mèo, tới con ếch. Bèm, test sức mạnh. Con mèo yếu dưới nước, một con yếu dưới lửa. Nó hồi máu rồi. Hơi yếu rồi.
hơi yếu hơn tôi nghĩ. Tiếng nhạc nghe thi luôn quá ta. Cái gì đây? Con này yếu với nước và khí nhưng mà nó kháng sát thương vật lý. Con sâu phải lấy, con này phải lấy. Kháng sát thương vật lý. Lấy con này luôn. Năm trăm đạo chưa chết nữa rồi, chết chết sâu của mình luôn rồi. À, nó không đánh sâu, đánh sâu là sâu bay vào. Đi có độ, có độ. Thủ 30 mana 26. Hai miếng sắt. Chết rồi, quên chọn lại rồi. Quên chọn đội hình. Trời, nó bút nữa cái khiên nửa cây. Nó còn đỡ đạn cho đồng đội nữa nè. Trời ơi trời. Mấy con sâu đo này. Nãy giờ xài lộn chưa? Hèn gì nó yếu. Được cái trứng con mô quai. Ba thủ. Không không, mô quai có rồi. Đây. Con mà option thủy tinh. Đây đây đây, mỗi bút sẽ tăng thêm một bút. Lửa lửa đốt ba luôn. Lửa đốt này không có thiêu đốt. Đây là cục trực chiến. Ông này cũng đang nói chuyện con tên gu. Cẩn thận rớt xuống nước rồi đi bay màu luôn. Ý không là vậy đó. Cần phải có một bộ đồ của quái vật được làm từ cái lớp lụa mình mất, lặn xuống đây. Nó nằm góc trên phía bắc, phía đông bắc hay là phía bắc gì đó, trên đỉnh ngọn núi. Rồi không thể nào tới được.
Vậy là mấy cái con này nó không làm gì. Sau này chắc phải có cái bự hơn mới đẩy được cái đó. Để mọc. Ba. Bên trái có được đó. Kangaroo kìa. Con này như là chạy nhanh vậy sao? Phải ăn kiếm cái trứng của nó. Dưới với sát thương nghịch lý. Thì đem con này, con này nha, con này. Phạt ba con luôn. Bài màu đâu đấy. Tự nhiên chạy hiu. Rồi, không có được thú cưỡi đâu nè. Con này như nó hơi thiếu mana. Lấy điểm này đi. Khắc phục cái điểm yếu đó. Fan con này là 113. Fan con này là 113. Cũng khá là cao rồi. Có tác dụng quá gì. Băng. Đơn giản. Cục chết vẫn chưa đẩy được. Đấy. Cục phải còn được. Bêm luôn. Sâu đầu tiên yếu như lửa, yếu như nước. Mấy con này luôn. Con này đánh được chiêu một là sạch mana luôn rồi. Băng thì có lẽ bé bui hơi sai rồi. Banana là đây đây đây, cái banana này là do đúng con này luôn. Thủ mana giết, thủ giết mana giết, chắc đổi này đi, có 18 mana không được, nhắm thay cái đầu vậy thôi.
Cái này giảm đam bằng cái lượng hit không quan trọng. Này đang đam chỉ đam phép thôi. Tăng 500 hit có cao hoàng không? Nhạc nghe chiêu quá ta. Hồi đó tôi chơi là hình như chưa có ba cái nhạc này là tôi không có mua đi DLC của nó. Bắt đường Kangaroo rất là ngon. Yếu với sát thương vật lý. Còn con kia thì yếu với băng. Bảy phát 300 đam. Tốt rồi đây. Rồi chưa gì bố thủ được rồi. Phạt ba con luôn. Con kia tương xảo người chết này. Con chơi đá đòn dùm nó chứ. Là có con Kangaroo hả? Con này tôi nhớ là nó chạy nhanh lắm. Mặt cửa nó chạy tưng 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 đá lắm. Ba trăm, hai trăm sáu, máu tối đa cũng được. Nana 28 cho nó ăn luôn. Hit down 18 cho nó ăn luôn. Hit down 17. Nửa 15 mà, coi cho nó ăn mana đi. Có đường bên phải với đường ở trên. Thử lấy động này ra chơi nữa. Yếu với sát thương vật lý, yếu với nước. Con đầu hay con cuối. Nó chưa chết nữa. Nó hồi máu luôn. Nó lại hồi máu. Tụi nó hết mana, tụi sau nó chết chắc. Để lấy thử con này cưỡi rồi. Đó. Cái cầu giải gì? Chỗ này phải cẩn thận.
rồi học rồi. Ừ không, thử nhiều lần. Magic cộng 28, mana gain 3. Sau đó không, không, không. Cho con này học à. Sau đó đây ấy à, có mì đồ target kìa, mì đồ target tăng ngon lắm, thì nó yếu dưới lửa, yếu dưới nước, kháng sát thương vật lý. Mino thao gớt à. Chiều vô cái con này để con quỷ đó bút giáp rồi. Ừ không, nó đánh luôn, nó không biết dám. Giọt nước mắt cộng 20 mana sắp lên cấp rồi. Có cái gương reset kill thôi. Đây cái chỗ này bà đã cho mình cái lụa tách trà, có thể bơi qua sông rồi. Ok, thêm cái lụa về cho bà. Hoặc là miếng giải da, miếng da tự nhiên. Da tự nhiên thì mình sẽ đi đánh mấy cái con mà mấy cái con như Mino Target này đấy. Bây giờ mình chưa có miếng da đó. Xét mình chứ chưa có con nào có xét gì vậy. Đánh con Mino Target này sẽ có da nè, thiếu dữ liệu á, bằng nước để con này nguy hiểm lắm, diệt nó trước. Bây giờ có mana thoải mái chơi luôn. Không có còn cảnh đối gách khó khăn như nãy nha. Con cáp mô của mình nó heo heo bút rồi, nên chắc cho nó heo heo bút luôn. Thank you.
270 đam tự nhiên. Không, không cần. Đã hiểu đam nữa rồi thì mát lửa luôn. Chỗ này chỗ nào vậy ta? Ây dạ. Đi có gương bắn rồi kìa. Thì up level cho mấy con thọt cái cấp thôi. Đi đồ tao gớt. Nước, lửa, xe trường nhật lý. Cho bà con bây giờ con sâu sắp chết luôn rồi. Bay màu đi. Phải hai miếng sắt không lên được. Rồi rồi, đừng mỏi cái em ạ. Chơi chanh vậy đó. Mày mở đâu ta? Ghi mình đâu rồi? À ở trên. Dục nước hả? Nước có con nào bắn xa xa không? Ba được. Ủa? Ôi, mất một lượng lớn máu lỗ lắm. Đi vô con này trời. Hết độ cái gì dồn đồ vô con mai đó. Đây 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 được miếng da đó. Rồi chắc hôm nay nghỉ đây thôi. Có miếng da này lên giao cho cái bà ở trên đó.
bà Bá Mai cho mình được bộ đồ để mà đi xuống nước. Ở đây nó có đường nè. Đó. Tại sao mà qua bản đường ta? Khó nha. Đường này đi đâu vậy? Trên đó có đường nữa kìa. Đi vô. Ai gỗ. Kiểu như một đường để quay lại thôi. Có nào thể xét không ta? Lửa, nước, đất, cưỡi, bay. Con mèo này để soi sáng. Chưa có nào thể xét nha. Chắc cái hệ đó về sau mới có. Thôi chúng ta nghỉ lại đây thôi, chơi cũng nhiều rồi. Game này chắc cũng theo tiếp cho đủ CG. Giờ chơi lại nhưng mà thấy nó vẫn rất là cuốn, mới lạ luôn. Một giờ nghỉ thôi.